đang học theo một cái gương hạnh của thầy Minh Tuệ nha. Tứ đường à, cho sư thích Minh Tuệ đi đó cả nhà. Thì về nhà thì bất ngờ thì đòi về mua những cái mảnh vải mà có nhiều cái rét cũng như là sư thích Minh Tuệ. Mình thấy điều này nó rất là lạ, mình thì thấy gương mặt của cô bé này quen không? Ngồi trên xe để cái nước tới về. Lúc con đi ra ngoài con có gặp sư thích Minh Tuệ không con? Dạ. Thì như về nhà như thế nào mà con đòi với cha mẹ là mua những cái áo giống như là sư thích Minh Tuệ rồi cầm cái nồi cơm điện nữa. Dạ. Con là muốn sư tu theo sư thích Minh Tuệ hay sao vậy? Dạ, con muốn tu theo sư thích Minh Tuệ. Mình thích chỗ nào cho nó ngồi đi rồi mình hỏi. Có hình tu nghe quý vị, là lũ tay cậu bé là lũ tay Phật thế vậy, lũ tay rất là dài, cái tay rất là bự. Mình thấy rất là đặc biệt. Nhưng mà cậu bé này thì lúc có nhân viên thì được đi ra ngoài gặp sư thích Minh Tuệ đấy vậy. Thì về nhà thì cứ là đòi cầm cái bình cái nồi lỗ cái nồi cơm điện với cái mảnh áo rất là đặc biệt đây. Tu rồi nghe vậy thì mình không biết làm sao mà từ lúc mà đi ra ngoài mà tứ đường cho sư thích Minh Tuệ đi là giờ bắt đầu là phát tâm đòi với cha mẹ rằng là phải mua những cái mảnh vải mà giống màu sắc y như sư thích Minh Tuệ đó quý vị, phải cái nồi cơm điện nữa ha. Rồi bắt đầu vô trong ha, rồi nói chuyện nha. Đây. Ồ, có một cúng dường hả? Rồi. À. Rồi, cảm ơn. Ồ, Phật quá, cúng dường. Có mời vô đây ngồi nghỉ không hay là này? Đây. Làm kia luôn đi, làm kia luôn đi. Làm kia luôn. Quý vị thấy thì có là có những cái tấm có chén cơm. Ồ, đường thống cái miếng cơ. Ồ, đi đi. Như là bé Tường Lam gần 5 tuổi. Con thấy rồi, tớt đằng kia luôn đi. Ở xích ha. Thì bây giờ con rất là yên nha, thì đầm thắm ha. Đó. Đi rất là đầm thắm. Vừa tính hái cúng dường sư. Thì bây giờ hái dừa với bữ cúng dường sư đi cả nhà ơi. Đó. Bự luôn à. Đâu rồi, bây giờ trong cái nồi cơm điện của mình nó có cái gì dưới vậy rồi? Có đâu, rau, được nhiêu đâu? Trời ơi, đựng chén cơm dưới một chai nước. Rồi. Có cái cục gì xanh xanh ở trong. Thấy rất là dễ thương nha các bạn. Đặc biệt là cái lỗ tai. Cái lỗ tai rất là, trái tai rất là to nha cả nhà mình. Đó. Cậu bé này thì cái trái tai rất là to. Những bước đi rất là đầm thấm nhẹ nhàng. Rồi bây giờ ngồi ở đâu, ngồi ở ngoài ha, vô nhà. Vô cốc của sư cái gì? Rồi, vô cốc đi, vô cốc đi. Vô cốc cho nó mát mẻ rồi bắt đầu thọ thật ha, khắc thật rồi phải nha. Rất nhẹ nhàng ha. Đi cũng nghe thấy nhẹ nhàng ha, đầm thắm ha. Rồi mời vô. Đó, giờ anh em mình có ai muốn hỏi vấn đề gì đó. Thôi bây giờ xin phép cho tôi được hỏi là cái này là do cái sự chứng kiến của tôi hoặc cái sự ngộ nhận của tôi. Cho tôi hỏi trước nha. Rồi. Cậu bé lúc mà đi ra để tứ nước cho sư thích Minh Tuệ đó thì cậu bé có gặp được sư không? Dạ gặp được. À, rồi có nhận được những cái món quà gì mà sư tặng hay là sư ai biếu không? Dạ được. Cái gì? Kể lại coi. Một cái khăn. À, một cái khăn.
Rồi sau đó thì mình về nhà mình có cái sao mà mình phát nguyện để mà mình đắp lên những cái tấm y này, rồi xin mẹ cái nồi cơm rồi để đi như thế này. À, cậu bé này phát nguyện đi theo thầy luôn cả nhà ơi. Mình cảm thấy rất là xúc động nha quý vị. Phải nói là muốn rơi nước mắt luôn. Thì con được gặp được là sư Minh Tuệ lúc mà ra ngoài, hay là con gặp được sư Minh Tuệ trong màn ảnh nhỏ rồi con phát nguyện, hay là như thế nào? Lúc được ra ngoài. À, lúc mà ra ngoài gặp được sư Minh Tuệ là bắt đầu phát nguyện luôn hả? Cái ngoài làm gì? Cái ngoài là làm gì? Con làm những việc gì cho sư? Dạ, con tưới nước đường cho sư. À, quá quý quý vị ơi. Phải nói là những rồi, anh em có ăn cái chay, gì? Ăn chay là để làm gì? Ăn hiện giờ ăn ngặn hay ăn chay? Dạ, con ăn chay. Ừ. Rồi ăn chay để làm gì? Để cho con đừng sát sanh. Hay quá ha. Ăn chay đừng sát sanh. Đừng có tội. Rồi mình ăn mặn rồi sao là mình chết, mình về đâu? Hay về địa ngục. Rồi ăn chay. Ăn chay được lên cõi cực lạc. Con thấy cũng như là sư Thích Minh Tuệ đi như vậy đó, thì sao mà con lại con có sợ đi là cũng như là cái chân của mình nó bị phòng, bị ấy đồ này kia đồ không con, mà con đi như vậy? Dạ không. Rồi con ở nhà có tập đi sẵn chưa? Dạ rồi. Ôi ôi, cô bé này bởi gì? Bữa này là cha mẹ nhá kêu hay là tự con đi? Dạ, tự con đi. Rồi có xin rồi mà cha mẹ nói thì sao? Đi dạ. Không sợ người ta cười sao? Dạ. Nhà cửa mình có rồi, cái này kia rồi có đầy đủ hết mà con không có ở nhà rồi ăn uống cho đầy đủ mà con phát nguyện lên con đi khắc thực như vậy là con không sợ bạn bè rồi trang lứa cười sao con? Dạ. Có sợ không? Dạ không. Thằng ơi, bởi vì hết sức quý ha. Rồi con có nghe được kinh Phật những mẫu chuyện gì không? Có biết được cái gì không mà mình đi để học theo ông Minh Tuệ? Dạ biết. Biết được những gì? Những đệ tử của Đức Phật. Đệ tử Đức Phật là ông nào? Ông ai? Ông A Nan, Thế Hệ Phật, Mục Kiền Liên. Cái hạnh của các ông đó là sao? Con kể lại cho mấy chú nghe coi. Cũng như là cái hạnh của ông Xá Lợi Phất là ông là đi tu gì để làm gì con? Dạ, để thoát khỏi trần gian. Rồi ở thế gian này mình có ăn cơm rồi có nhà ở nên mình thoát khỏi đây để làm chi? Ở đây rất khổ. Khổ là khổ gì, con có biết cái khổ của ở đây không? Dạ biết. Cái khổ ở đây khổ làm sao? Khổ ở đây khổ là bệnh tật. Rồi sao nữa? Bệnh tật rồi sát sanh, đọa địa ngục. Rồi Tài cái gì hỏi nó không Tài? Con đi được bao nhiêu ngày rồi? Mới phát tâm ha, vậy là con quý rồi, vậy là quý lắm rồi. Có người đâu có phát tâm được đi buổi nào đâu. Vậy là quý quá. Rồi sao mà bên thế sư á thì xuống người ta xuống tóc, còn con mới bữa nay rồi chưa xuống tóc ha. Dạ. Con có xin cha mẹ xuống tóc luôn không? Dạ có. Rồi cha mẹ sao? Không cho. Vậy là cha mẹ không có cho con xuống tóc. Nhà con gần đây không? Gần. Vậy là đi mới tập đi theo cái
13 cái hạnh đầu đà này heo thôi ha. Rồi con nghĩ như thế nào mà con đi theo học theo cái hạnh của ông Minh Tệ? Thấy ổng sao? Thấy ổng rất tốt. Con thích đi theo hạnh đầu đà của ổng. Quý không? Con biết được bao nhiêu cái hạnh của ổng mà con học theo bao nhiêu hạnh? Ổng được cái gì với gì đâu, con nói con nhớ được cái gì không? Đi chân ổng không bị gì hết. Ừ. Rồi ổng ngủ ở đâu? Ổng ngủ trong nghĩa địa. Ngủ nghĩa địa. Rồi con dám ngủ nghĩa địa không? Dạ. Sao? Sao nếu, nếu mà con ở gần ổng mà ổng ngủ nghĩa địa thì con có dám ngủ gần với ổng ở nghĩa địa không? Dạ, dám. À, vậy là có người mới dám, còn ngủ mình nên là không dám. Vậy là chắc là có lẽ là mai mốt chú Lưng phải đi ra ngoài rồi chở con theo, con dám theo không? Dạ. À, chuyện này là phải xin cha mẹ của bé này quyết liệt mới được quý vị ơi. Mà sao chú thấy nè, cái lỗ tai của con nó giống nó bự dữ vậy? Khác ha. Đâu, nó con lạ chú ha. Coi kỹ lỗ tai nè. Lỗ tai quá quá lạ lắm. Lỗ tai lạ ha. Lỗ tai gan không Phật Di Lạc vậy đó. Con quay qua đây coi, con quay lỗ tai quá bự rồi cho bà con coi coi. Vậy là con cũng có nhân viên nhất Phật dữ lắm rồi đó. Nhúc nhích. Hai lỗ tai quá bự vậy. Dạ. Rồi còn cái biết cái hạnh ổng thêm cái gì nữa không? Bây giờ ổng ngủ nghỉ địa nè, rồi đi không mang dép nè. Rồi còn cái gì nữa không? Dạ ổng ăn một ngày một buổi. Rồi ổng có xài tiền không? Dạ không. Ý không? Rồi ổng ổng ngủ nằm hay ngủ ngồi? Dạ ngủ ngồi. Ngủ ngồi. Rồi con có ngủ ngồi được không? Dạ không. Ngủ nằm. Thì ổng ngồi con nằm kế bên. Vậy là con bây giờ là chỉ mới bữa đầu thôi, để có cái tâm nguyện phát lên để đi hành theo thầy, nếu được thì tiếp tục đó, chứ ở đây thì tùy duyên không ép đó. Ví dụ như ngày mai ngày mốt rồi con thấy nắng quá con mệt con đuối thì con nghỉ cũng được đó, mình ở đây thì được ngày nào thì Phật chấm ngày nấy, đúng không? Có tâm là được, có tâm hướng về với Phật là được. Dạ, cũng như là phát tâm đã có tâm theo Phật rồi. Giờ thấy quý quá. Con có dự định đi về tới núi Sạn không? Dạ. Con có định đi ra tới Gia Lai không? Tức là ra đó là ra chỗ thầy Minh Tệ á. Ra thầy đó. Có. Có tâm nguyện ha, chừng nào con mới đi tới đó? Vậy là nếu mà con một ngày con đi một ngày con đi như vậy á là khoảng bao nhiêu cây số? Dạ ít. Vậy là chắc có sự ao ước ra ngoài để gặp thầy. Nếu mà có cái duyên nào thì mấy anh em cũng đồng hành cùng với mà quên nữa, chú quên hỏi nữa, cái pháp danh của con là cái gì? Hít Minh Đức luôn. Hấp dành quá đẹp quá hay ha. Là con nguyện pháp danh này cho tự con tự đặt. Tự con đặt. Tự đặt Minh Đức luôn. Pháp danh Hít Minh Đức. Tên Minh Đức. Rồi bây giờ tự đặt. Rồi bây giờ thôi ăn cơm đi. Bây giờ là tới giờ là bây giờ ăn cơm rồi. Cơm rồi. Con ăn cơm đi. Bây giờ khắc thật rồi, bây giờ con thọ thật đi. Thử coi ăn có mướt không? Chứ giờ là tôi tới ăn quen không? Ăn chay quen không? Ăn chay rồi. Con lâu rồi con ăn chay hay là con ăn mặn? Ăn chay. Ăn chay bao nhiêu năm rồi? Con ăn chay lâu chưa? Lâu rồi. Ôi bé nó ăn chay mà thấy nó chay lâu lắm rồi. Da mặt nó hồng hào quá quý vị. Trời ơi. Này chắc có vận chuyển âm dương. Cái này chắc cũng có người heo gia hộ nè quý vị. Quý vị vận chuyển nội tâm. Vận chuyển hả? Rồi. Mà thấy cái lỗ tai thấy nó giống như Phật Di Lạc vậy đó. Lỗ tai quá bự ha. Mình là người lớn, lỗ tai còn nhỏ hơn nữa nè. Nhỏ hơn không biết nữa. Nếu mà chú có gặp ba mẹ con á, nếu mà hỏi ba mẹ con á, mà nếu cho con đi theo thầy được á thì chú gán tìm ba mẹ con ha, để năn nỉ ba mẹ con cho con đi theo thầy nha. Hôm nay nghe nói ham cái áo này lâu lắm rồi phải không? Mà mẹ không cho.
Sau bây giờ là chú Lưng sẽ chắc là cúng dường cho con loại áo thun đi, cũng như là mình bận hàng ngày đó con, cho nó mát. Chịu không? Chịu không? À, vậy hả? Chịu quấn gì đó, không gầy mẹ không cho. Mẹ không cho rồi cô Sáu xuống mới đi mua miếng vải đó cho chùm đó, chứ không chịu bận áo. Bây giờ là chú Lưng sẽ phát tâm cúng dường cho con là thêm một cái y nữa và thêm hai cái áo thun. À, con có đồng ý thì áo thun bằng ở trong, à, đúng rồi, bằng ở trong rồi cái này phát ở ngoài. À. Áo thun thì bằng ở trong rồi cái này phát ở ngoài. Nói đây bình luận nè, à, cậu bé lỗ tai quá bật lỗ tai bự rồi. Nên bình luận nè. Bịch nè. Lỗ tai quá dày rồi. Rồi xài ăn gì có thèm cá không? Không có thèm cá. Ở dưới mương này có nuôi cá không con? Dạ có. Đó đi chị. Có hả? À, xin nhờ chị cô bé nữa nè. Nó cỡ rồi nè. Thôi. Thôi. Bé này còn nhỏ lắm không dám cho địa chỉ. Bé này ẵn tu nha. Ẵn nghe rồi muốn xuất hiện là xuất hiện ra. Chứ không có địa chỉ được. Địa chỉ của bé này là không được. Nó nhỏ quá. Con có, con có cái câu nào mà gửi đến cho cô chú anh chị mới bước đầu vào con đường tu tập không? Đúng rồi. Có... Con khuyên bà con tu làm sao không đó? Dạ con. Khuyên mọi người sao con? Con khuyên mọi người là đừng ăn mặn nữa. Hãy ăn chay đi. Đừng sắc xanh. Hãy ăn chay. Cúng lại niệm Phật. Có ta bình luận vô đòi niệm Phật với con nè, con chịu không? Con hướng dẫn người ta niệm Phật được không? Con hướng dẫn niệm Phật hả? Con hướng dẫn người ta cúng lại niệm Phật. Chúc con hướng dẫn người ta niệm Phật sao? Ờ, thì con á là coi như là biết cái bài cúng gì bên Hòa Phật giáo Hòa Hảo không con? Dạ biết. Ồ, giỏi dữ vậy. Ừ, chúc con đọc bài cúng rồi. Chúc đọc bài cúng luôn cho bà con ha. Con ăn cơm đi. Đây là cũng khắc thực được chén cơm quý vị với chai nước hả? Cái nước không à, chưa có dùng hết, chưa có xong đó lại rồi. Để đường ra nước nè, đi khắp thực gần gần không à, đi xa, chưa có đi xa được, còn nhỏ quá, chưa cho nên xa, cha mẹ không có cho đi xa. À, đi chỉ vòng vòng trong vườn này kia rồi khắp thực vòng vòng mấy cái nhà. Mà cái mình thấy cái bộ y này là rất hợp với bé này thấy việc, rất là hợp. À, thôi để bé ăn cơm đi ha. Để bé ăn cơm. Bên cộng lắm mà. Thôi bên lưng cộng lắm mà. Đây là không có hình nền đó. Không phải đó là hình nền. Xấu luôn. Ngon con. Con ăn một ngày mấy buổi? À vậy là một ngày hai buổi nha. Sư Minh Tại thì ăn một ngày một buổi. À, con ăn một ngày hai buổi. Con ăn buổi nào? Sáng với buổi chiều. Nó phá hoài không? Thì như vậy thì con đi cắt thực như vậy thì con xin cha mẹ là đi bao nhiêu ngày hay là như thế nào? Đây sắp tới là đi như thế nào? Còn đi nữa hay không hay là đi bữa nay thôi? Còn đi nữa. Còn đi nữa hả? Còn quý dữ rồi ta. Con định đi từ đâu tới đâu nè? À. Rồi đến nhà cơm. Tại sao con không rồi con sao không dám đi ngoài lộ lớn? Con dám đi. Dám đi không? À, mà dám tại đi cha mẹ cho đi phải không? Cáo thấy đòi dữ lắm á, rất là hợp, nó rất là hợp.
bé. Đi quá đẹp ha. Đi ra ông sư Thích Minh Tuệ về rồi xong phát rồi tâm là, luôn. Phát tâm mà đòi mua áo hoài nè. Mà cha mẹ chưa cho nè. Bởi vậy. Bởi hình như là đi ra sư Thích Minh Tuệ tới giờ là cũng có khoảng hơn tuần lễ hả? Hơn tuần lễ rồi. Rồi về đòi mua giải mai mà mẹ không mai được. Đòi làm bữa nay nữa là mấy ngày rồi? Con đòi mấy ngày con? Dạ 2 ngày. À đòi 2 ngày rồi ha. Con có ao ước mong muốn được đồng hành đi theo sư Minh Tuệ không? Rồi, bé này mà cho nó đi theo sau lưng sư Minh Tuệ một cái ha. À, hết ý luôn cả nhà ơi. Ông sư không gặp bé này là chắc không cưng dữ lắm. Rồi ăn cơm xong rồi mà đọc bài cúng rồi nghe niệm Phật cúng. Còn nhỏ mà phát tâm quá mãnh liệt. Ồ, quất hết chén cơm mà ngon chưa, ngon chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Đó. Đọc bài cúng cho con, bà con nghe với. Con cảm thấy là như mình khắc thực như vậy đó thì người ta cúng cho mình chén cơm với chai nước mình ăn no gọn vậy là con cảm thấy như ở nhà mình không? Nó ăn lạc như ở nhà không? À, y như ở nhà luôn ha. Wow. Cho người ta biết mình hướng dẫn đây cúng lại rồi đọc bài cúng coi. Con kính nhà hương trước cung quyền cầu cho hết tỏ chứng lâm thiền hai con từng ngộ duy phật chứ giáp hiền tỉnh viên cô đạo đại tổ tam bố anh xin nghĩ thì con nhập ngàn dạy con xin nhớ hằng đọc từng chậm tổ xuống hằng đài nguyện làm cho đêm mặt mày hết nay hãy ngày được lên con nhìn tất cả bề trên độ con ngưỡng nhân bàn tù. Nam mô ta bà chủ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà chủ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà chúng sức ca mê Phật. Nam mô Phật Phật, Nam mô Phật Pháp, Nam mô Phật Tăng. Phật tổ thầy quan lắng hàng cho quan của hàng. Chi vị sơn hàng chi vị năm năm bảy núi. Cảm ơn chứng minh nay con nguyện cầu hối ăn năn làm đạo nên giữ quy em với nhà tu hiệp đạo. Rồi sao nữa? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Tự Đề Bi Phật Đại Chúng Sanh Ni Đà Phật. Nam mô nhất nguyện cầu hiên hoàng địa hoàng nhân hoàng. Hiên hoàng hội hiên Phật Từ Bi Phật dẫn lợi chúng thế giới bình an. Nên nhiều nguyện cầu của nguyện. Đọc chậm chậm thôi con. Nguyện cầu của nguyện hết tỏ tình độ siêu sanh tam cầu cùng mọi tay đường tăng âm phước hợp và mẫu khứ dễ phương năm tứ nguyện cầu và tới nhân gian từ tam bát ái giải thoát ngay đây năm ngũ cầu Phật tổ hoài từ bi xa tạo đệ tử thiên tai tình sở chí huệ hưng minh quả. Quá hay nhá, còn nhỏ mà thôi. Rồi niệm Phật mình đọc cái bài gì nữa? Hết trơn hay quá. Rồi mình lớn mà còn rồi mình niệm Phật đọc bài gì nữa? Bài gì niệm Phật đâu? Mắt nhìn tiền đỏ niệm Di Đà nguyện giá ăn này khỏi đỏ xa muôn đạo hồng quang với Đức Phật sao đường minh hiển đến hôm qua. Hay quá à. Bằng đêm cúng rồi có ngồi niệm Phật không? Dạ có. Có lại sám hối không? Dạ lâu lắm lại sám hối. Rồi bây giờ nhắn gửi lại với bà con làm sao, một khuyên bà con làm sao, có khuyên bà con gì không? Khuyên bà con là ráng tu hành, mua gạo, cúng chùa, ráng cúng lại, ráng tu hành, ăn chay, siêng năng trong Phật đạo. Rồi kết thúc cô giáo. Rồi được, rồi chúc bà con đi. Chúc bà con đi. Tu hành đắc đạo. Rồi sao nữa? Rồi khuyên bà con cố gắng niệm Phật nhiều ha. Rồi nó mua được.